Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Vậy với con mắt nhìn xa trông rộng và kinh nghiệm phong phú thì người tuổi Nhâm Dần 1962 bước vào tháng 11 âm lịch sẽ đối mặt với điều gì? Tuổi Nhâm Dần có gặp được quý nhân nào hay không? Để có thể biết thêm chi tiết vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 sắp tới và cách hóa giải vận hạn dưới sự tư vấn của thầy Gia Cát thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tổng quan, tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can thủy thổ là ngày cát trung bình chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ, tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Nhâm Dần, trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Thân. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho rằng, bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kết công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời vật phẩm sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Cái này tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất, ngày âm lịch 20 tháng 11 tức ngày 3 tháng 1 dương lịch có nạp sát là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan, tháng 11 âm lịch, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, để mọi chuyện tốt đẹp, yên bình.
Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, và ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Quý anh chị tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi và sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hộ thân tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp, thời điểm này với người tuổi Nhâm Dần mà nói sẽ không phải trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Những ai có cố gắng thì đã có vị trí nhất định. Nếu quý gia chủ hoàn toàn, cho nên quý gia chủ hoàn toàn không phải lo lắng quá nhiều vì công việc, khối lượng công việc cũng giảm đi đáng kể. Được đồng nghiệp tôn trọng, nhân viên kính nể vì những cố gắng và đóng góp của mình trong thời gian qua. Khi trẻ, quý gia chủ nhiệt thành cống hiến thì khi về già sẽ nhận được sự nể trọng và vị trí nhất định. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc. Tài lộc tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 âm lịch rất dồi dào, vượng vận. Rất dồi dào, vận may, thịnh vượng sẽ theo bạn trên mọi nẻo đường. Đó không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của bạn trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, tử vi còn cho thấy hai người tuổi Nhâm Dần sẽ bị hao hụt một số tiền lớn, có thể để lo cho việc hỉ của con cái hoặc đó là tiền thăm khám bác sĩ. Có thể thấy tháng này, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần đã khá tốt. Để kích hoạt tài lộc hơn nữa, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Pháp khí là vật phẩm hộ thân, chiều cát lành, chiều vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Thân, Tý, Thìn. Pháp khí của kênh phong thủy Gia Cát đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình duyên, về phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi liên tục xảy ra. Cách tốt nhất là giải quyết vấn đề, bình tĩnh trao đổi với người bạn đời để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Trong tháng 11 âm lịch này, gia đình, bạn bè gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, từ đó tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Nhâm Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Sức khỏe của tuổi Nhâm Dần, người tuổi về sức khỏe. Người tuổi Nhâm Dần trong tháng 11 âm lịch có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi này. Do bạn thường xuyên luyện tập thể dục, các bệnh xương, khớp, bệnh vặt sẽ gặp phải trong tháng. Tuy nhiên, tác động không đáng kể, quý gia chủ cũng cần chú ý đến các căn bệnh cũ tái phát, cần giữ một chế độ ăn uống lành mạnh và các giải pháp tốt như ăn ít đồ dầu mỡ, giảm ăn cay, không sử dụng đồ uống có cồn, đi dạo vào buổi tối và tập thể dục vào buổi sáng. Đến tuổi này, sức khỏe được đặt lên hàng đầu, những người vẫn đang làm việc cũng không nên quá lao lực, thay vào đó tìm các thú vui lành mạnh cho bản thân. Khuyên người tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Hơn nữa, để may mắn thành công, quý anh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất,
được hội tụ bởi những tinh hoa linh thiêng của Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng này trên mọi phương diện đều khá ổn định, điều quan trọng là bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Với bạn mà nói, tuổi này sức khỏe là quan trọng hơn tất thảy. Để may mắn thành công, có sức khỏe thì anh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh em thời gian qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng tử vi 12 con giáp trong rừng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.